Dạ kính thưa quý vị, em đang ở thôn Buôn Lác, xã Ninh Tây. Và đây là một cái căn nhà dài, một cái căn nhà truyền thống của người đồng bào Ê Đê. Và ở đây thì đa số, hầu hết luôn thưa quý vị là những người đồng bào Ê Đê. Ở đây là thuộc xã Ninh Tây, là chỗ Dục Mỹ mình đi lên núi. Và nếu mà đi thẳng theo quốc lộ 26 thì đến với lại tỉnh Đắk Lắk, tới đèo Phượng Hoàng. Và hôm nay em có mặt ở nơi này theo sự phát tâm của chị Thảo Nguyễn. Kính thưa quý vị, chị Thảo Nguyễn vừa rồi cũng đã gửi 150 phần cơm khi hào quang tỏa sáng ở núi Sạn theo sư thầy Thích Minh Tuệ. Và hôm nay tiếp đà yêu thương và gửi đến những bà con khó khăn, những người đồng bào ở tỉnh Khánh Hòa, thì chị Thảo Nguyễn tiếp tục gửi 100 phần quà yêu thương dành tặng đến các em thiếu nhi ở nơi này. Và hôm nay sẽ là 100 phần quà gồm bút, vở và những đồ dùng học tập và một số ba lô dành tặng đến các em nhỏ. Như quý vị đang thấy, các em đang tập trung về địa điểm là nhà cộng đồng, nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn Buôn Lác. Ở đây thì quý vị đã vừa nhìn thấy đầu clip là cái con đường dẫn đến thôn, thì hai bên là những cánh đồng và đi rất là xa thì chỉ thấy những cái chiếc xe qua lại mà thôi, không có thấy bất kỳ một cái ngôi nhà nào ở trên cái con đường này. Để quý vị cảm nhận được là cái sự xa xôi cũng như là hẻo lánh ở nơi này, tới đây thì quý vị mới thấy được những cái căn nhà ở nơi đây. Và đâu đó thì vẫn còn xuất hiện những cái căn nhà dài như bên đây, đó là nhà của người đồng bào Ê Đê, một cái căn nhà truyền thống. Và phía trước đều có những cái cây cối rất là mát mẻ. Ở đây thì hôm nay những Amí là những người phụ nữ có gia đình và có cháu, có con. Và những người phụ nữ lớn tuổi thì được gọi là Adun. Dạ, còn những người đàn ông lớn tuổi thì gọi là gì ạ? An. Ờ, dạ. Còn những chị thì gọi là Amai, những anh thì gọi là Ajon, còn em thì gọi là Aday thưa quý vị. Và hôm nay á là những người Amí, Amai đang đều dẫn theo con cháu của mình đến để nhận quà. Chào mấy Amí. Mấy Amí dạo này khỏe không? Dạ, Amí khỏe. Amí khỏe. Dạ. Khỏe như cháu. Mấy này mình có công việc làm hoài hoài không? Không có. Việc đâu mà làm. Việc đâu mà làm? Làm nghề nông vậy nó có công việc làm thêm là đi phơi nắng phơi gió. Ở đây sung sướng lắm. Ở đây. Ở nhà giàu không à? Dạ. Nhưng Amí này được mấy mươi rồi Amí? Năm mươi bảy. Ồ, dạ. Amí thường thường còn đi làm không? Làm nông. Làm nông? Là làm keo hay là làm? Làm cò mì. À, làm kho mì đó ha. Dạ. Còn này đi làm thuê người ta, để làm thuê trường hợp bà con. Ở đây con thấy có mấy cái giấy là mình gom lại mình bán nhôm nhựa đúng không? Rồi. Nhôm nhựa là người ta tới đây người ta thu mua hay là mình phải đem ra quốc lộ? Bà tới mua. Ồ, người ta tới mua. Dạ. Cảm ơn Amí chia sẻ nghe. Đây kính thưa quý vị, phía bên đây vẫn còn một cái căn nhà dài. Đây là cái căn nhà truyền thống của người đồng bào Ê Đê ở nơi đây. Cái con đường này nếu quý vị đi thẳng luôn là sẽ tới một cái cánh rừng. Rừng Krông Kanu gì đó quý vị, em cũng không nhớ rõ nữa. Quanh đây thì bà con chủ yếu là sinh sống bằng nông, là làm keo và trồng khoai mì. Một số người thì heo hút thì ăn uống rất là khó khăn, họ chỉ ăn lá mì thôi thưa quý vị, giống như thời bao cấp đó. Đây là những cái căn nhà mái ngói mà theo kiểu nhà dài. Khánh Hòa, Nha Trang rất là được may mắn khi có sư thầy Thích Minh Tuệ tỏa ánh hào quang ở nơi đây. Và tiếp đà ở nơi đây thì nhiều quý Phật tử thay vì cúng dường bằng nhiều cách thì họ lựa chọn những cái cách là phát tâm đến những người khó khăn, những người nghèo, những người cơ nhỡ, thì điều này hết sức là đáng quý và rất là thiết thực thưa quý vị. Chị Thảo Nguyễn vừa rồi gửi 150 phần cơm yêu thương đến bà con bệnh nhân ung thư ở bệnh viện Ung Bướu. Và hôm nay là tiếp tục những phần quà dành tặng đến các em thiếu nhi đang ở trong cái tình trạng mà rất là xa trường học, khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất.
Hôm nay thì em đi theo đoàn cùng với các chị em chợ bầu. Ở trong thì họ đang audio đồng hành cùng quý khách. Bây giờ thì họ đang chuyển những cái phần quà đây ra. Đây kính thưa quý vị, quà là gồm 50 cái ba lô này. Tại vì cái kinh phí chỉ đủ được mua như thế này thôi. 50 cái ba lô dành tặng cho các em lớp 5, lớp 4. Nếu còn dư ba lô thì tiếp tục là lớp 3. Và 100 phần vỡ trong ngày hôm nay. Đây là một lóc vỡ thưa quý vị. Một lóc này thì 10 quyển. Vỡ đây là vỡ 4 ô ly dành cho các em tiểu học. Còn các em cấp 2 thì không cần phải 4 ô ly đâu. 100 phần vỡ. Còn đây là những cái đồ dùng học tập gồm bút, thước. Kèm theo đó là mẹ của em Nhi cũng tài trợ ngày hôm nay là những cái phần ăn vặt để các em có quà, kèm với sữa. Đây là những cái bút viết và đây là những cái bao vỡ thưa quý vị. Còn đi không? Chào các con. À, các con mắc cỡ rồi. Như em nhỏ đây nè con ơi. Con học lớp mấy? Con học lớp mấy? Lắc đầu luôn, con hiểu tiếng của chú không? Mấy em nhỏ ED nhìn rất là đẹp luôn quý vị. Ở đây á, thì những người ED là con gái, phụ nữ á, thì có chữ H phía trước. Còn con trai là có chữ Y ở phía trước. Giống như quý vị đã thường nghe qua ông Imon hay là Iphone Cờ So gì đó. Đó là chữ Y. Còn hoa hậu Henia là có chữ H ở phía trước. Đây là những em hoa hậu tương lai không đó quý vị. Những chị em mà ED mà nói rất là đẹp. Cái này xé ra luôn em. Mỗi em một bộ. Xé ra luôn chút. Mà mở ra luôn, xé ra luôn. À, mỗi em một lóc đúng rồi, mỗi em một cái. Ở đây là những anh em, chị em đang phân ra những cái quà nhỏ. Đặc biệt hôm nay là chúng tôi không cho nhận tay nhá. Con cháu hồn là tên gì là chúng tôi trao tận tay. Có nhiều cái trường hợp là mỗi lần là trao gửi về là mất quà nên là chúng tôi đặc biệt không cho nhận tay. Em xin chào mấy A Mai. Bây giờ cho em hỏi thăm một chút xíu được không chị A Mai ha? Cho em hỏi thăm là mỗi đầu năm học á thì mình phải mua sắm cho các em những cái dụng cụ học tập thì nó tốn kém như thế nào chị ha? Tốn kém lắm không? Dạ. Hôm nay thì em sẽ tặng cho mỗi em á là 10 quyển vở và 10 cái bao vở, một hộp bút, rồi thước kẻ. Rồi nếu mà các em học lớp 5 thì có thêm ba lô. Thì như vậy là đã đủ chưa A Mai ha? Đủ rồi. Đủ rồi ha. Còn cái gì quần áo thì mình tự sắm cho các em nha. Rồi chúc A Mai nhiều sức khỏe nha. Dạ. Con mình có lãnh quà trong đây không? Dạ em, đứa em. Đứa em. Wow. Hàng năm thì A Mí, A Ma mua sắm đồ dụng cụ học tập cho các em á thì có tốn kém lắm không? Dạ có tốn kém. Tốn kém ha. Mua sắm, mua vở, mua đồ dụng cụ học tập. Ở đây thì các em đi học có xa với cái điểm ở đây không? Tiểu học thì ở gần đây. Dạ. Còn cấp 2 là phải xa hơn đúng không? Học ở Dục Mỹ. Cấp 2 là học ở Dục Mỹ đúng không? Dạ. Ở đây ra Dục Mỹ cũng xa đúng không? Có xe đưa đón. À có xe đưa đón. Ồ. Chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ. Chào A Mai. Trời ơi, chạy đâu vậy? À không biết nói à. A Mai cho em hỏi thăm với A Mai rồi. Rồi nói tiếng Kinh cho em hiểu với. Nói tiếng của A Mai em không hiểu. A Mai thường thường đi làm gì vậy A Mai? Giờ đi bên đây làm
có mì đồ mua nên làm có mì nên cũng xong rồi. Một ngày bao nhiêu tiền công? Ngày bên đây 220. Một ngày 220, có làm hoài không hay là chỉ ngày có ngày không? Ngày có ngày không. À, khi nào người ta nhiều quá thì ta kêu mình. Còn làm hết thì thôi. Mình làm từ từ để mình có việc làm hoài được không? Thì mình làm từ từ quá người ta cũng nói. À làm từ từ quá người ta chữ. Chúc nhiều sức khỏe nha. Còn còn Ajon ở nhà đi làm cái gì? Dạ. Còn Ajon đi làm cái gì? Dạ đi làm cho người ta, ta kêu làm ấy. Kêu làm gì làm đó. Có làm keo không? Ở đây bà con mình làm keo không? Ở đây có cao su không? Chắc không đâu ha. Ờ. Ờ chúc Ama nhiều sức khỏe nha. Ama tên gì? Phở. Hợp phở. Ờ rồi chúc hợp phở nhiều sức khỏe. Đây kính thưa quý vị, những bà con trong đây đang rất là ấu hức chờ nhận những cái phần quà. Hôm nay giống như là một ngày hội ở thôn Buôn Lát thưa quý vị. Em chào anh. Mình tiến hành luôn chưa? Em có muốn nói gì với bà con. À, cho em nói một vài câu đi. Lấy micro. Rồi mời cô. Tí nữa lang thang ở Buôn Lát đó các bạn. Thì tất cả các phụ huynh mình đứng ra ngoài để cho cái không khí cho các cháu nó mát mẻ một chút. Kính thưa các phụ huynh, kính thưa các cháu học sinh. Thì hôm nay là có đoàn từ thiện là Nam Thăng Nha Trang ở đến về để chuẩn bị vào năm học mới. Thì là đoàn đã đến tặng cho thôn Lát xã Liên Tây chúng ta là một cho các cháu học sinh các cái đồ vật để cho các cháu dùng trong năm học mới. Thì là vì quà thì để trao cho các cháu là từ lớp 1 cho đến lớp 5. Thì các cháu từ lớp 4, lớp 5 là được thêm cái phần cặp. Còn là các cháu từ lớp 3 đổ xuống là các cháu sách vở rồi các cái đồ vật rồi bánh kẹo. Nên là hôm nay là có đoàn về thì các cháu có vui không ạ? À? Có chùa mình có vui không ạ? À? Cho chùa một tràng bốc thay đi ạ! À. Rồi sau đây xin mời đoàn đại diện để có đôi lời với các cháu học sinh với phụ huynh. Dạ cảm ơn cô. Dạ thưa mấy anh Mỹ, Ama, Amai, Ajon ở đây. Hôm nay em được sự gửi gắm của chị Thảo Nguyễn, một người con ở Bình Tân, tiểu bé. Hiện nay thì chị ở bên tiểu bang Florida của nước Mỹ. Và đặc biệt là ngày hôm nay đó, cũng như là cái hào quang của sư thầy Thích Minh Tuệ tỏa sáng ở tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang. Và tiếp cái đà này yêu thương thì chị Thảo Nguyễn cũng có 100 phần quà yêu thương và tặng đến những em học sinh ở thôn Buôn Lát, xã Đơn Tây. Và chúc các em một năm mới học giỏi, cũng như là chúc toàn thể quý gia đình ở đây được nhiều sức khỏe, bình an và có công ăn việc làm hoài luôn nha. Rồi bây giờ thì cho phép em tiến hành phát quà luôn. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Sau đây là các cháu rất giữ trật tự. Đó là giữ được trật tự để anh Y Hồng, thôn trưởng đọc danh sách và đọc tên các cháu và đọc lớp. Các cháu nghe tên của mình, lớp của mình và mẹ bố mẹ mình sinh ra mình tên gì để lên nhận quà. Thì sau đây là để tiếp tục thì xin mời anh Y Hồng là bắt đầu đọc cái danh sách. Kính thưa toàn đoàn thể, bà con đưa các cháu vào phía trong để đọc tên em một. Thứ nhất là Nguyễn Như Thuận, còn có hành chức Phan Thuận đây, đây rồi đứng đây nhận học đọc lớp luôn đi để cái đường đưa quà không đấy, không đọc hết luôn một lần anh. Mười em Nguyễn Thị Hạc Phương. Đây lên đi. Nguyễn Tuấn Khôi. Khôi đến chưa? Nguyễn Huy Hoàng. Đang chạy đến hoang. Ồ Khôi đẹp trai quá. Khôi là đang đến, mẹ đang chở sang. Ồ đang phải Nguyễn Tấn Khôi hả? Nguyễn Huy Hoàng. Nguyễn Huy Hoàng. Lớp tư. Khôi. Nguyễn Huy Hoàng. Lớp tư. Huy Hoàng đâu? Đây mẹ đeo thêm cái danh mẹ đây. Nước Khôi đâu? Khôi đến nước Khôi đi. Nước Khôi đây đúng không? Không, nước Khôi đâu, cháu nào mà. Nước Khôi đâu? Nước Khôi có bạn chưa? Khôi đâu? Chưa
Rồi cái này là cô Thảo Nguyễn bên Mỹ tặng quà cho tụi con nha, chúc tụi con nhiều sức khỏe nha. Cầm nổi không? Dạ được, không sao không sao, cứ làm tới đi. Vỡ trước đi, một vòng vỡ rồi đến phiên là rồi đến phiên thước đi, đến phiên thước. Đủ chưa bên đây? Rồi đủ rồi. Cái này do tóc đầu nên hơi bị lựng khẩn chút rồi, đến phiên bút viết luôn. Rồi cái này là cô Thảo Nguyễn bên Mỹ tặng về cho tụi con nghe. Lớp 5 em khoa đang giải quyết các câu tụi con nghe và không. Để lớp 5 này. Hát khỏe mà luôn. Hát tuyệt vời. Rồi cái này của con. Cái này của con nha. Rồi chào. Rồi của con thêm một phần bánh với lại bút nữa nghe. Của con có sữa chưa? Có sữa rồi, con có sữa chưa? Rồi, có rồi. Lót lên cho em, lót lên cho em, đúng rồi, đúng rồi. Chúc con nhiều sức khỏe nha, học giỏi nha. Rồi, có hết rồi. Rồi mấy chị có ai chụp hình không? Rồi đẹp được hình. Rồi tụi con di chuyển hướng đây, em bé này nè. Em bé này di chuyển hướng này ra luôn. Đúng rồi. Rồi tụi con đi theo chị nha, đi theo chị ra luôn nha. Rồi con bên đây đi ra luôn, đúng rồi. Thì bố mẹ là rửa con nhá. Rồi con đi theo hướng này luôn. Hôm nay này Khai Halia. Rồi mời em. Rồi phát quà cho em luôn. Rồi em đứng đây rồi. Halia. Lớp mấy con học lớp mấy? Lớp 3 hả? Rồi. Chúc con nhiều sức khỏe nha. Rồi mời con ra hướng đây. Rồi con học lớp mấy, con đứng bên đây nè. Rồi tặng con phần vỡ nha. Đi luôn. Rồi chúc con nhiều sức khỏe, học giỏi. Y luận. Rồi chào con nha. Rồi quà của con nghe, chúc con nhiều sức khỏe nghe, học giỏi nghe. Rồi y triệu. Y tú hoàng quân. Rồi chúc con học giỏi nha. Rồi y tú hả con? Lớp 4. Rồi chúc con học giỏi nha. Rồi di chuyển hướng kia luôn. Đi bảo đi. Lớp 2. Đi bảo đi. Đi bảo đi. Con nhà ai đọc đây? Con nhảy đi. Đây. Qua đây con, qua đây con, qua đây. Rồi của con nghe, chúc con học giỏi nha. Học đi con. Con đi quốc. Lớp 1 hả con? Tóc vàng vàng đẹp quá con.
Rồi chúc con học giỏi nha. Con y y vui lớp 1, lớp 2. Rồi y John học quân lớp 5. Rồi chú chúc y John học giỏi nha. Rồi của con. Rồi. Rồi con ra hướng kia, con ra hướng kia. Rồi. Lớp 5. Quà của con là một cái ba lô 10 quyển vở, hộp bút với lại hộp thước, nhãn, đồ ăn. Chúc con nhiều sức khỏe nha. Học giỏi con. Hát bạch. Hát hoàng ai nhiên lớp 3. Rồi chúc con học giỏi nha. Ai nhiên. Nhiên đâu? Đây. Con học lớp mấy? Học lớp 3 thôi. Rồi chúc con học giỏi. Hát dân lớp 1. Con hát ngọt. Qua đây chị. Chưa có. Hát dân lớp 1. Mẹ hát ngọt. Hát dân. Y Y cho mày hát. Y là con trai thưa quý vị. Hát là con gái. Rồi mời con qua đây. Y dân. Rồi chú chúc bây giờ học giỏi. Rồi mời con. Y Tú, rồi mời Y Tú nha. Y Lưu lớp 2, con hát tốt. Rồi mời con nha, chúc con học giỏi. Y Lưu. Hát Minh Xuân là con gái đó, hát Minh Xuân. Hơn Minh Xuân chưa có mặt. Hát Bảo Hân. Hơ Bảo Hân. Bé đây. Lớp 3. Học lớp 3 cho nhỏ thì con ăn nhiều cho nghe. Ăn nhiều cho nghe. Rồi chú tặng quà cho con, chúc con học giỏi nha. Hát Ngọc Uyên lớp 5. Con y buồn. Đây hát Mộc Uyên. Học lớp 5. Nguyễn Bá Mỹ lớp 3. Con hát em. Sao vậy, sao khóc vậy, xúc động quá hả? Chúc con học giỏi nha. Đây em này học lớp 3. Chúc con học giỏi nha. Hát Nguyệt lớp 4. Con y khen. Con đây là y coi. Y coi hả? Rồi học lớp 4, một cái ba lô nghe con nghe. Rồi chúc con học giỏi nha. Đây Y Thành Danh. Rồi chú chúc Thành Danh học giỏi, sau này Thành Danh nha. Lớp 4, con Y Huê. Rồi con gái học lớp 4. Ôi cặp này đẹp hơn nè con. Y Tô Hay nè lớp 3. Rồi chú chúc con học giỏi nha. Hát Huệ Mơ Lô lớp 4. Hát Huệ Mơ Lô. Rồi chú con trai học giỏi. Hát Huệ Nê luôn nè. Huệ Nê lớp mấy? Lớp 4. Rồi mời con, mời con. Y Đức Em. Rồi chú chúc Hà Tuệ Ni sức khỏe nha. Hà Tuệ Ni. Hà Tuệ Ni. Lớp mấy? Lớp 4. Rồi ạ. Lớp 4. Rồi nhỏ bên kia luôn con. Học lớp 4. Học lớp 5. Rồi chúc con học giỏi nha. Bảo Trâm lớp 2. Con hát nhanh.
Rồi con gái học lớp 2. Chúc con gái học giỏi. Thật vui. Lớp 2 con y môn. Rồi mời con. Bye bye. Y sang túng nước trong con inu. Con chưa? Nguyễn Cát Tường lớp 5. Rồi Cát Tường lớp 5. À chị về nội rồi, em nhận thay. Thôi mời mẹ vô đây luôn, mời mẹ vô đây luôn. Rồi mời mẹ vô. Đi đại. Lớp 2. Con đi chung. Rồi chú mời con. Y Minh Trí. Lớp 2. Học giỏi nghe con nghe. Ồ Minh Trí đẹp trai quá. Rồi chúc Minh Trí học giỏi nha. Y Minh Quân lớp 1 con Y Phúc. Y Minh Quân lớp 1 lớp 2 lớp 1 thôi con mấy tuổi? Rồi chúc con học giỏi nha. Y lên con hát chút. Hôm nay vui quá ha. Rồi chúc con trai học giỏi nha. Cảm ơn cô Thảo đây con. Mắc cỡ rồi. Elisa con hát rơi á. Ta con gái đổi tên hộ luôn. Hát đi ra. Y Đức Hậu. Lớp 3. Rồi mời con qua đây nha, con tên là Y Đức Hậu. Sau này chú chúc con thành bác sĩ nha, tại vì con có chữ Y Đức đó. Y Thanh Hiền lớp 4. Rồi mời con qua đây. Xoay lại đây con, xoay lại đây, đúng rồi. Cảm ơn cô Thảo đi con. Cảm ơn Y. Đi. Lớp 2. Rồi mời con qua đây. Đi. Rồi con đứng đây. Rồi chúc con sức khỏe nha. Lớp 4. Y Tịnh lớp 4. Rồi mẹ nhận giùm ha, mẹ hay bà. Mẹ. Rồi chúc Y Tịnh học giỏi nha. Rồi đây mẹ đi nhận thay ha. Rồi chúc cháu học giỏi luôn nha. Y Thư Nê lớp 3. Hắc Nhãn lớp 4. Chúc con học giỏi nha. Cảm ơn chú Y. Y Nghiệp lớp 3. Rồi chúc con học giỏi. Y An lớp 4. Lớp 3. Y Việt nè, 4 sau nè. Rồi lớp 4 nè. Rồi lớp 4. Chúc con sức khỏe nha, học giỏi nha. Chúc con nhiều sức khỏe nha. Lê Thế Tài. Wow, đi học thêm tiếng Anh nữa, Lê Thế Tài. Đi hai đứa đi học tiếng Anh.
Đê thế à. Rồi chúc con nhiều sức khỏe nha, học giỏi nha con. Ở trong này mấy chị em mình cứ diễn ra như bình thường nha. Đây kính thưa quý vị, ở trong này thì mấy chị em trong đội Lang Thang Nha Trang vẫn đang tiếp tục diễn ra những cái phần quà dành tặng đến các em ở đây. Vì bây giờ tranh thủ những bà con đang ở phía bên ngoài, em cũng sẽ đi hỏi thăm thêm một vài thông tin, coi thử ở đây họ mong muốn và cần được những gì đó quý vị. Mình không có cái túi nào hả chị? Dạ không. À. Chào con trai. Như con trai được cái phần quà này con trai có thích không? Có mừng không? Chúc con trai nhiều sức khỏe nghe, học giỏi nha. Có ba lô mới ha. Con mở cái này ra, con mở ba lô ra, con bỏ hết vô trong ba lô đi cho nó tiện. Đúng không? Thấy chú nói đúng không? Đây chú cầm bớt cho một ít nè. Rồi con bỏ mấy cái này lên đây, lên bỏ này lên đây của chú, lên đây. Rồi con mở ba lô ra nghe. Cố lên con. Sắp được rồi, để nó chú lượm nha. Rồi. Con mở cái sẹp ba tia ra, mở cái sẹp ba tia ra. Rồi quả này vô trong. Rồi chúc con học giỏi nha. Cảm ơn cô Thảo Nguyễn bên Mỹ đó. Như đây là đủ để các em đi học chưa em ai? Cái gì mình mua đồng phục quần áo sau ha. Rồi chúc nhiều sức khỏe bình an. Cảm ơn nhiều ha. Có cặp mới, có ba lô mới, vui không con? Chúc con học giỏi nha. Con học lớp mấy? Con học lớp 5 vậy chị ơi, cho em hỏi là nếu bé lên lớp 6 á là học ở đâu đó chị? Dạ, học ở trường mới chỗ Dục Mỹ có gần đây không? Gần thì chắc cũng phải 5-7 cây số chứ ha. Dạ. Chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Rồi xin chào. Vui không con? Vui ha. Con có quà chưa? Có hết rồi ha. Nè với chú bài nè, bây giờ chú hỏi nè. Bây giờ cái hai cái hộp sữa đó thì bạn nào uống chú không có biết. Nhưng mà bây giờ thì con chịu khó con lụm hai cái hộp sữa đó vô chỗ thùng rác con dục giùm chú ha. Sau đó là con nhắc các bạn luôn, uống sữa là phải dục cho thùng rác đàng hoàng nghe. Rồi chú cảm ơn con. Đây kính thưa quý vị, rất là vui. Ở đây thì bà con ở trong thôn, trong làng đang di chuyển về nhà của mình. Những em nhỏ thì họ đi bộ. Và trường tiểu học thì nằm ở phía trên đây một chút xíu thôi. Trường tiểu học thì bao giờ cũng nằm gần ngay những cái thôn, làng ở nơi đây. Còn trường cấp 2 thì phải di chuyển xa hơn. Chị nói cái gì mà em nghe không rõ luôn á. Nói gì kêu cháu người em về kia tôi mua quà cho người ta, nó nhớ con nhớ tối quá sao coi có quà. À vậy đó hả? Nó đi học một giá. Ồ nói tiếng Kinh em mới hiểu. Rồi chết đấy. Đứng trong kia chờ. Ờ đứng trong kia chờ kìa. Dạ. Đi học nè. Rất là vui luôn thưa quý vị. Bây giờ thì em sẽ di chuyển lại vào ở bên trong để nói lời cảm ơn những anh em, những chị em ở trong thôn, trong làng đã tạo điều kiện cho em được đại diện chị Thảo Nguyễn để mà gửi những phần quà yêu thương đến với lại những em học sinh ở thôn Buôn Lát thuộc xã Ninh Tây của thị xã Ninh Hòa. Dạ rồi anh cảm ơn anh rất là nhiều nha. Chúc anh nhiều sức khỏe, bình an. Dạ. Anh này là trong hội chữ thập đỏ. Còn đây là bên mặt trận. Em cảm ơn hai chị nhiều nghe. Dạ em cảm ơn anh trưởng thôn. Nói chung là thay mặt lãnh đạo
mặt trận cảm ơn gia đình chị Thảo Nguyệt. Chị Thảo Nguyệt ở bên các nước đã hỗ trợ cho các cháu người đồng bào ED ở thôn Mân Lát xã Ninh Tây nhá. Hẹn gặp mà Trung Thu hả, mà nếu mà có điều kiện Trung Thu trao quà cho các cháu tiếp. Dạ dạ. Cảm ơn mấy anh, mấy chị, mấy cô đã tạo điều kiện để tụi em có mặt ở đây. Được thay mặt chị Thảo Nguyễn gửi những phần quà cảm ơn hết sức là nhiều luôn. Dạ, chúc mấy anh, mấy chị nhiều sức khỏe, bình an. Vâng, cảm ơn chúng ta đi toàn từ thiện, mạnh khỏe, thăm nhiều nhiều về Buôn Lát. Dạ. Và các giao thông khác nữa, đặc biệt khó khăn nữa. Giao thông riêng của thôn Buôn Lát. Dạ rồi. Dạ kính thưa quý vị, một lần nữa chúng ta có thể cúng dường bằng nhiều cách. Tuy nhiên thì cúng dường bằng những cái cách là phát tâm, chia sẻ những sự yêu thương đến với những người khó khăn, thân cô, thế cô và những nơi đồng bào khó khăn, và những cái phần cơm gửi đến những bà con bị ung thư, bệnh viện ung bướu. Điều đó hết sức là ý nghĩa và hết sức là thiết thực. Một lần nữa cảm ơn chị Thảo Nguyễn rất là nhiều khi những phần quà yêu thương của chị đã được đến tay của những người cần, và họ đều rất là hạnh phúc khi nhận được những cái phần quà như thế này. Một lần nữa cảm ơn chị Thảo Nguyễn và cảm ơn hội chị em Chợ Bầu cũng đã đồng hành cùng với em trong ngày hôm nay. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn anh Tuấn, Bác Tài. Đến đây thì cho phép em được nói lời kết thúc video. Cảm ơn và chúc quý vị nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Chào tạm biệt ạ. Trân trọng.